xuyên việt đến hải tặc vương thế giới, kích hoạt cương thi hệ thống, không chỉ có thể đem tử thi sống lại thành trung thành cương thi bộ hạ, đồng thời còn có thể đạt được này bộ hạ 100% thực lực. Trên đỉnh chiến tranh vừa mới kết thúc, lục vũ quyết đoán lựa chọn đào Acer phần mộ, đem Acer biến thành cương thi. Acer, râu trắng đã chết, là bị râu đen và hải quân giết chết. Ngươi bây giờ là cương thi bất tử chi thân, chỉ cần hút máu, liền có thể trở nên mạnh mẽ. Tác Kỳ, ngươi cũng muốn sống lại râu trắng. Vậy đi kiếm cho ta nhiều thi thể cường giả hơn. Mư Chi Hy Lưu, Ba Kiệt Tư, các ngươi đều bị giết chết, là ta sống lại các ngươi, ngoan ngoãn thay ta làm việc, các ngươi không chỉ có thể đạt được vĩnh sinh, còn có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ. Kha chạy Marathon, ngươi là hải quân nằm vùng, đi tìm hiểu, rồi giờ thi thể chôn ở đâu. Lục Vũ nhếch miệng cười. Chờ ta đem lóc két, râu bạc, Roger toàn bộ sống lại. Thế giới này, ai còn có thể ngăn cản ta? Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1. Bắt đầu liền đào mộ, cầu hoa tươi đánh giá. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mặt trời lên cao, tươi đẹp. Trên mặt đất, tại một chỗ cự thạch phía sau bóng tối chỗ, Lục Vũ nhếch miệng cười lẩm bẩm một tiếng cuối cùng đi rồi nói xong hắn từ chỗ bóng tối đi ra diễm dương chiếu vào trên người lục vũ đột nhiên hiện ra thân hình cao gậy của hắn ngũ quan thâm thúy khí chất phi phàm ánh mắt lục vũ rơi vào vách núi xa xa ở nơi đó có hai bia mộ sừng sững hai ngôi mộ được xây dựng vô cùng bất phàm xung quanh còn phủ kín các loại hoa tươi điều này nói rõ hai vị chủ nhân khi còn sống được người ta tôn kính và kính yêu Ánh mắt dời lên, trên một tấm bia đá cắm một thanh đại đao, trên đại đao còn đắp một cái áo choàng màu trắng theo gió tung bay. Mà trên một bia mộ khác, lại là cành cây cắm phân nhánh, mặt trên treo một khẩu súng và một cái mũ. Ngải Tư, Râu Bạc Nha. Lục Vũ lần nữa thì thào mở miệng, tiếp theo chậm rãi đi lên phía trước. Lấy tính cách Râu Bạc mà nói, để hắn làm thủ hạ cho mình, khẳng định là không muốn, Ngải Tư Phỏng chừng cũng đồng dạng như thế. Ây sơ gia hỏa này chính là một sợi gân, râu trắng vị lão cha này cực kỳ tôn trọng, cả đời chỉ biết đối lão cha trung thành, bằng không cũng sẽ không bị hồng cẩu, xích khuyển, dăm ba câu liền cho chọc giận, dẫn đến vẫn lạc. Nhưng mà... Lục vũ dưới chân bước chân không có ngừng, lời nói dừng một chút, trên mặt lộ ra một chút gian trá. Phù. Đó là biểu hiện của sự không ngoan. Lời của sơ, ta có thể lừa dối. Lục vũ ha hả cười, không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía mộ địa của trâu trắng và Acer. Mấy ngày trước, Lục Vũ xuyên qua đến hải tặc thế giới. Sau khi dung hợp ký ức của nguyên chủ, Lục Vũ trực tiếp lắp bắp kinh hải, thiếu chút nữa bị dọa tè ra quần. Đây quả thực chính là địa ngục khó khăn bắt đầu. Nhân vật chính vốn là vương tử của một quốc gia, vốn là tiền đồ một mảnh quang minh, nhưng hết lần này tới lần khác, cha mẹ nhân vật chính đắc tội với người thiên long thiên long nhân đây chính là hải tặc thế giới cao cấp nhất quý tộc, dám động hắn một sợi lông, từng phút đồng hồ đại tướng tìm ngươi uống trà. Cho dù là quốc vương và hoàng hậu của một quốc gia, trong mắt người thiên long chính là dê tùy ý sâu xé. Sự phát triển sau đó chắc hẳn chỉ cần người xem qua hải tặc đều thập phần rõ ràng, hải quân đối với quốc gia nguyên chủ phát động độ ma lệnh tàn bạo nhất. Nguyên chủ cũng tử vong trong lần tàn sát này, lục vũ liền thay thế thân thể của hắn. Cũng may, lục vũ kích hoạt một cái cương thi hệ thống lúc này mới để cho hắn thấy được hy vọng cái gọi là cương thi hệ thống chính là có thể cùng người chết câu thông chỉ cần thi thể chủ nhân đáp ứng cùng chính mình ký kết khế ước như vậy chính mình liền có thể làm cho sống lại đương nhiên rồi nếu như nói lục vũ thực lực cường đại đối phương nói như vậy liền có thể mạnh mẽ ký kết hiệp nghị người sau khi hệ thống hồi sinh là tồn tại dưới hình thức cương thi Điều kiện tiên quyết chính là phải có một bộ phận trên người người chết. Hệ thống này trực tiếp chính là làm cho Lục Vũ vui mừng quá đổi. Khái niệm zombie là gì? Cũng có nghĩa là bất tử bất diệt. Căn cứ hệ thống thiết lập, người sống lại chỉ cần trên người có máu, như vậy có thể vẫn sống lại, hơn nữa còn có thể thông qua hấp thu máu của người khác, tăng cường thực lực bản thân. Người hấp thu càng mạnh, thực lực tăng lên lại càng nhiều chỉ cần lục vũ tìm được một người lợi hại thi thể, như vậy hắn ở thế giới này liền có năng lực tự bảo vệ mình. Dù sao, hiện tại lục vũ tình cảnh thập phần nguy hiểm, hắn vẫn là hải quân thượng sổ đen người, nếu như bị nhận ra, từng phút chính là đi uống trà. Thứ hai, lục vũ muốn báo thù, hắn muốn lật đổ thế giới chính phủ, lật đổ thiên long nhân. Nếu như không phải thiên long nhân, như vậy hắn xuyên qua đến thế giới này, lấy hắn vương tử thân phận, tương lai có thể có được hậu cung ba ngàn giai nhân. Mối hận đoạt thê há có thể dễ dàng buông tha. Huống chi là ba nghìn vị. Về phần đây có tính là mối hận đoạt vợ hay không, lục vũ cũng mặc kệ, dù sao tất cả đều là lỗi của người thiên long, lão tử nhất định sẽ trả thù trở về. Ngay tại lục vũ nghĩ tới, muốn nơi nào tìm cường giả thi thể lúc, hắn liền thấy được Acer bị bắt tin tức. Điều này làm cho lục vũ trong nháy mắt hai mắt sáng ngời làm kiếp trước là thâm niên hải tặc mê lục vũ, rõ ràng biết, trong trận chiến này, mặt đất mạnh nhất nam nhân râu bạc cùng hỏa quyền Aser sẽ chết ở chỗ này. Đây không phải là thi thể cường giả ông trời tặng cho mình sao? Cho nên, lục vũ rất sớm liền ở chỗ này chờ, đợi đến tóc đỏ săn cùng bạch hồ tử hải tặc đoàn bọn họ rời đi, lúc này mới đi ra. Lục vũ không nghĩ nữa, hắn đã đến trước mặt bạch hồ tử và ngải tư mộ địa. Lục vũ quay đầu, nhìn bia mộ râu bạc một chút, không bao lâu liền thu hồi ánh mắt. Người thông minh chỉ làm có hiệu suất sự tình, hiện tại lục vũ không có nói động râu bạc trung thần với mình, cùng mình ký kết khế ước nắm chắc, cũng không có cưỡng ép để râu bạc cùng mình ký kết khế ước thực lực, cho nên hắn không có đánh râu bạc ý niệm trong đầu. Lục vũ nhìn về phía bia mộ của ngải tư, sau đó nhấc ống tay áo lên. Đợi lát nữa có thể để ngải tư phục ta hay không, còn phải xem miệng mình sống. Thì thao đồng thời, Lục Vũ trực tiếp khai cuộc phần mộ của Ngải Tư. Đem hoa tươi trực tiếp chính là thô lỗ quét ra, rất nhanh liền truyền đến sột soạt, thanh âm đào móc. Mây trắng trên trời thay đổi một đóa lại một đóa, thời gian qua mười mấy phút. Trên mặt đất, Lục Vũ vẽ mặt đưa đám, nhìn thoáng qua, chỉ đào ra một cái dưa hấu lớn nhỏ hố, lại nhìn một chút chính mình móng tay chỗ chảy ra đỏ tươi. Mẹ kiếp! Sớm biết vậy thì nên mang theo một cái xẻng. Lục Vũ trong lòng buồn bực, hắn tuy rằng kích hoạt hệ thống, nhưng là bản thân vẫn chỉ là một người bình thường, hơn nữa vì biểu đạt đối với hai người tôn trọng, râu bạc hải tặc đoàn nhóm đem hai người mai tán cực sâu. Đây chính là khổ cho Lục Vũ. Ai? Nghỉ ngơi một chút đi, tay sắp không chịu nổi rồi. Ngay khi Lục Vũ đứng dậy, dư quan liếc mắt nhìn đại đao trên bia mộ râu bạc. Ngay sau đó, con ngươi Lục Vũ chính là tỏa sáng. Không nói hai lời, trực tiếp chính là bò lên râu bạc trên bia mộ, đem đại đao rút ra. Có công cụ lục vũ, cảm giác lại có càng kình, tiếp tục bắt đầu đào móc. Thời gian trôi qua, theo một tiếng va chạm truyền đến, trên mặt lục vũ nhất thời lộ ra vui sướng. Cuối cùng cũng đào được. Không nói nhảm nữa, lục vũ tay cầm đại đao, trực tiếp tự là một đao bổ xuống, nương theo đầu gỗ nứt ra thanh âm, Acer xuất hiện ở lục vũ trước mặt. Acer nhắm mắt lại, trên mặt còn mang theo nụ cười cuối cùng trước khi chết vết máu trên người hắn đã được rửa sạch sẽ chỉ là ở chỗ ngực còn có một người thận trọng xuyên qua vết thương bốn phía vết thương bị cháy xém lục vũ nuốt một ngụm nước miếng kiếp trước thân là người bình thường căn bản là chưa từng thấy qua như vậy dọa người vết thương trong lòng có chút bồn chồn hắn hít sâu một hơi đè xuống rung động trong lòng tiếp theo hắn nhắm mắt lại trong lòng mặc niệm một tiếng hệ thống, để cho ta cùng hoàn tuyền dưới hồn thể, Acer thành lập liên hệ. Rất nhanh, hệ thống thanh âm kia điện tử thanh ở trong đầu vang lên. Đang cùng Acer hồn thể thành lập liên hệ bên trong. Kết nối thành công. Thanh âm điện tử của hệ thống vang lên, một màn xuất hiện trong tam quan của lục vũ. Chỉ thấy, nguyên bản bởi vì nhắm mắt lại mà trước mắt một mảnh đen kịp, đột ngột, dưới chân xuất hiện một mảnh cỏ xanh biếc, ước chừng hơn 10 mét vuông ngoại giới vẫn là một mảnh đen kịt. Phía trên không biết từ nơi nào bắn xuống một đạo ánh sáng, liền mảnh cỏ này chiếu đến sáng ngời, cùng lúc đó, ở lục vũ trước mặt, một cái cao gầy thân ảnh xuất hiện. Đó là... Ê sơ ơi! Ngải tư trước mắt hiển nhiên có chút mờ mịt, hắn cũng phát hiện lục vũ đang đứng trước mặt hắn. Hắn nhíu mày nhìn về phía lục vũ, mở miệng nói. Ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 02. Người muốn phục sinh râu trắng sao, cầu tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. ngải tư có thể nói vẻ mặt mơ hồ. Hắn rõ ràng đã chết, vốn đang ở dưới hoàng tuyền rất tốt, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi kỳ quái này. Còn có vị trước mắt này, tướng mạo cùng khí độ đều bất phàm là ai. Lục vũ đối mặt A sơ nghi hoặc, nói thẳng. Ngươi không cần biết ta là ai, cũng không cần biết, đây là địa phương nào, ngươi chỉ cần biết ta có thể đem ngươi sống lại là được. Ngãi tư nghe vậy liền sửng sốt. Có thể đem ta sống lại. Tin tức này làm cho trong lòng hắn nhất lên sóng to gió lớn. Vị thần bí nhân trước mắt này lại có thủ đoạn thông thiên như thế. Nếu như vậy, Chẳng phải mình có thể hoàn thành ý nguyện chưa hoàn thành rồi sao? Ví dụ như, có thể tiếp tục phụ tá lão Tía lên đỉnh Hải Tặc Vương đời sau. Còn có chính là, có thể giống như trước kia, đang âm thầm thủ hộ đệ đệ duy nhất của mình, Lộ Phi. A Sơ kỳ thật không cam lòng cứ như vậy mà chết, hắn còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành. Ngải Tư nhìn chầm chầm Lục Vũ trước mắt, trong con người có một tia vui mừng hiện lên. Bất quá trên mặt càng nhiều là hồ nghi cùng cảnh giác. Sống lại loại chuyện này quá hoang đường. A Sơ không tin lắm. Cho dù thật sự có thể, vì thần bí nhân trước mắt này vì sao lại trợ giúp mình sống lại? Tục Ngữ nói, "Vô sự bất đăng tam bảo điện." Ngải Tư cảm thấy người trước mắt này sống lại mình, nhất định là có điều kiện gì đó. Lục Vũ từ A Sơ biểu tình biến hóa, nhìn ra nội tâm của hắn hí, ha hả cười cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Cùng ngươi nghĩ giống nhau, đúng là có điều kiện, đó chính là ngươi muốn cùng ta ký kết khế ước mới có thể sống lại. Khế ước? Ngải Tư nhíu mày, cảnh giác nói. Khế ước gì? Lục Vũ ha hả cười. Nhất định phải trung thành với ta. Ngải Tư đối diện không đợi Lục Vũ nói xong, lập tức kiên quyết nói. Điều này không có khả năng. Hắn không chút do dự trực tiếp cự tuyệt lục vũ. Đối với hắn mà nói, cái gì cũng có thể không so đo, nhưng là duy chỉ có liên quan đến lão tía cùng huynh đệ của mình sự tình là cấm kỵ. a sơ từng phát lời thề. Hắn cả đời chỉ biết trung thành với một mình lão tía, mà đối với huynh đệ, Lộ Phi, thì là thề phải lẫn nhau chiếu cố lẫn nhau. Nhưng là hiện tại, trước mắt vị thần bí nhân này muốn cho mình ký kết khế ước, để cho mình trung thành với hắn, điều này sao có thể. Đối diện, trên mặt lục vũ không có biểu tình biến hóa, vẫn là khí định thần nhàn. Đối với sự cự tuyệt của ngải tư, hắn không có chút ngoài ý muốn nào. Nếu nói Acer sẵn khoái đáp ứng, như vậy hắn sẽ không phải Acer. Bất quá hết thảy đều ở trong khống chế, lục vũ có nắm chắc thuyết phục Acer mới có thể nhọc lòng, đến đào móc phần mộ của hắn. Lục vũ mỉm cười, liếc mắt nhìn Acer một cái, ung dung mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống lại râu bạc sao? Một câu nói này mặc dù nói ngắn gọn, nhưng trong lòng Ngải Tư vang lên một đạo kinh lôi, ầm ầm rơi xuống. Thân thể của hắn đột nhiên chính là rung lên, đột nhiên quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Vũ. Người này những lời này có ý gì? Chẳng lẽ nói cha mình đã chết? Sao có thể thế được? Ngải Tư khó có thể tin, cũng không muốn tin tưởng cha mình đã chết. Sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi nói lão tí được xưng là mặt đất thế nhưng là nam nhân mạnh nhất làm sao có thể chết? người đang nói chuyện giật gân. lục vũ khoát tay áo cười nhạo hỏi ngược lại. sao lại không thể? liền ngay cả bị thế nhân trở thành mạnh nhất đệ nhất nhân hải tặc vương roger đều đã chết chính là một cái râu bạc vì sao không thể chết? lời nói của lục vũ trực tiếp không hề để lại chút mặt mũi nào. trong lòng ngải tư đối diện mặc dù bất mãn với lời nói của lục vũ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra lời phản bác hắn. Lục Vũ mỉm cười, tiếp tục nói. Râu bạc thân thể vốn là không tốt, khai chiến lúc, còn bị thủ hạ của mình cho đâm một đao. Lục Vũ nhìn ngãi tư, hắn nhíu mày, biểu tình có chút động dung. Lục Vũ tiếp tục nói. Sau khi ngươi bị xích khuyển đánh chết, Bạch Hồ tử giận tím mặt, cùng hải quân không chết không thôi. Những lời này, làm cho A-Sơ ngây người. Đúng vậy, lão tí đối với dưới trướng người xem thành người nhà, thập phần yêu quý, càng là vì cứu mình, dẫn lệnh bạch hồ tử hải tặc đoàn toàn bộ đến cứu viện. Có thể thấy được, lão tí đối với mình coi trọng. Mà chính mình đã chết, lão cha há có thể thiện thôi cam hưu. Chắc chắn không chết không thôi với đám hải quân. Mà với tình trạng thân thể của lão tí, mà là đối thủ của đại tướng hải quân thời kỳ toàn thịnh. Ngãi tư nghĩ vậy, hắn có chút tin tưởng lục vũ xác suất lão tía đã chết rất lớn. Đột nhiên, Acer cắn răng, ánh mắt bắn ra lửa giận, một quyền hung hăng đập xuống mặt đất. Cái chết của ông già làm cho hắn đã kích hơi lớn. Thần sắc hắn thống khổ, không ngừng chùi y kích, phát tiết tức giận trong lòng. Thật sự là đáng giận. Hải quân, hải quân bọn họ lại giết lão tía, không thể tha thứ. Lục vũ nhìn ngãi tư phát điên, không ngăn cản đây là hệ thống sáng tạo đặc thù không gian ngươi chù y vẫn ngươi chù y có thể chù y nát coi như ta thua một lát sau lục vũ liếc mắt nhìn ngãi tư cảm giác không kém nhiều lắm hắn ném cành ô liu ra mở miệng nói ngươi chỉ cần cùng ta ký kết khế ước ngươi liền có thể sống lại chỉ cần ngươi biểu hiện tốt tương lai ta có thể giúp ngươi sống lại râu trắng cứ như vậy ngươi và lão tía yêu quý nhất có thể đoàn tụ dừng một chút lục vũ tiếp tục bổ sung. Trung thần với ta không có nghĩa là ngươi bị ta khống chế, ta sẽ không khống chế ý thức của ngươi, ngươi vẫn là ngươi. Chẳng qua là ngươi không thể ra tay với ta, ta có chuyện gì muốn ngươi làm, ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh. Đương nhiên, ta cũng sẽ không hạ đạt làm khó dễ ngươi mệnh lệnh, tỉ như thương tổn đồng bạn của ngươi, bất quá, nếu như nói đồng bạn của ngươi muốn thương tổn ta, vậy thì đừng nói nữa. Ngãi tư sau khi nghe xong, con ngươi hơi giật giật, nói thật, hắn động tâm. Cái này liên quan đến hắn kính yêu nhất người một trong, chính mình lão cha trâu bạc, nếu như có thể trợ giúp lão cha sống lại, để cho hắn làm chuyện gì, hắn đều nguyện ý. Hơn nữa người thần bí trước mắt còn muốn mình cam đoan, sẽ không hạ đạt mệnh lệnh làm khó mình. A sơ trầm ngâm một lúc lâu, ở trong đầu suy tư sau, nói ra. Người nói đều là sự thật sao? Thứ nhất, bảo lưu ý thức của ta, thứ hai, chỉ cần đồng bọn của ta không làm ra thương tổn ngươi sự tình, ngươi cũng sẽ không để cho ta đối với đồng bọn xuất thủ. Thứ ba, chỉ cần ta biểu hiện tốt, ngươi sẽ trợ giúp ta phục sinh lão tía. Lục vũ ha hả cười, một bộ cao nhân tư thái. Đây là đương nhiên, ta không cần lừa ngươi. Lục vũ liếc mắt nhìn ngải tư, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười xấu xa. Chỉ cần ném ra một quả bom cuối cùng, liền có thể làm cho người này không chút do dự đáp ứng. Lục Vũ đối với Sơ nói. Không chỉ có như thế, ta trợ giúp ngươi sống lại về sau, ngươi còn có rất nhiều chỗ tốt. Ngãi tư nghe vậy, hỏi. Chỗ tốt gì? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 03. 100% đồng bộ Sơ thực lực cầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lục Vũ không vội trả lời, mà tiếp tục tiết lộ. Kỳ thật cuối cùng giết chết trâu trắng, cũng không phải hải quân. Ngải tư nghe vậy, biểu tình ngưng tụ, trở nên thập phần nghiêm túc. Hắn cảm thấy vị thần bí nhân trước mắt này lại muốn nói ra một chuyện lớn làm cho mình khiếp sợ. Lục Vũ Cho Bạch Hồ Tử một kích trí mạng, kỳ thật là hát Hồ Tử Hải tạc đoàn. Âm âm Trong lòng Ngải tư lại vang lên một đạo kinh lôi, tin tức này quá ngoài dự liệu của hắn lại là blackbat lại là tên dịch đó con ngươi ngãi tư mở to một cổ họa diễm thiêu đốt trong con ngươi hắn tin tức này để cho phẫn nộ của hắn một lần nữa đạt tới đỉnh cao râu đen đế kỳ nguyên bản ngãi tư hận thấu hắn hắn giết chết đội trưởng tác tề mà hiện tại cho lão tía một kích cuối cùng cũng là hắn cái tên vong ân phụ nghĩa này không thể tha thứ không thể tha thứ. Ngải Tư hai mắt đỏ bừng, hận trong lòng đối với Râu Đen đã không thể ngăn chặn. Đối diện, Lục Vũ thấy đã đạt tới hiệu quả, khóe miệng lại một lần nữa phát họa mở miệng. Ta muốn nói chỗ tốt chính là, sau khi sống lại, ngươi sẽ có năng lực tìm Râu Đen báo thù. Đôi mắt tràn ngập phẫn nộ của Ngải Tư nhìn về phía Lục Vũ, gằn từng chữ. Lời này nói thế nào? Lục Vũ trả lời. Sau khi sống lại, ngươi không còn là một thân thể bình thường mà là biến thành cương thi trạng thái dừng một chút không có giải thích cương thi là ý gì lục vũ nói thẳng đến lúc đó ngươi chỉ cần hấp thu người khác huyết dịch là có thể tăng lên thực lực của mình dừng một chút lục vũ nói tiếp đương nhiên hấp thu máu chỉ cần thông qua đụng chạm là được nếu như đối phương phản kháng sẽ lập tức gián đoạn quá trình này cho nên nói muốn đánh tới đối phương vô lực phản kháng mới thôi hơn nữa chủ nhân huyết dịch càng mạnh thực lực tăng lên của ngươi cũng càng mạnh lục vũ trong lòng bổ sung ngươi trở nên mạnh mẽ ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ ngươi căn bản không cần tu luyện liền có thể nhanh chóng tăng lên thực lực không chỉ như thế cương thi ngươi bất tử bất diệt chiến lực so với trước kia càng thêm cường hãn lục vũ cười đem tình huống sau khi sống lại nói cho ngải tư nghe lúc này ngải tư cũng nhìn về phía lục vũ đôi mắt có chút phím hồng gắt gao nhìn chầm chầm lục vũ, trong lòng rung động. Sau khi mình sống lại sẽ bất tử bất diệt. Hơn nữa không cần tu luyện, chỉ cần hấp thu máu của cường giả là có thể tăng cường. Nói thật, ngải tư trong lòng có chút không tin, lời ấy là thật. Đối diện, lục vũ trên mặt tiếp tục mang nụ cười. Tin hay không tùy ngươi, chẳng lẽ ta trả lời ngươi là thật, có thể bỏ đi trong lòng ngươi nghi ngờ. Có thật hay không, ngươi cùng ta ký kết khế ước liền toàn bộ biết được. Ánh mắt ngải tư lấp lánh, nhìn lục vũ, không mở miệng. Sau một lúc lâu, nếu để cho ta thương tổn đồng bọn của ta, ta thà rằng không cần cái mạng này cũng không nghe ngươi bài bố, lục vũ ha hạ cười. Cái này tự nhiên. Trong lòng tự nhủ. Lão tử chính là vì tự vệ, thuận tiện tìm người thiên long báo thù, liên quan rắm gì đến huynh đệ ngươi. Còn nữa, chờ ngươi cùng ta ký kết khế ước, Ngươi còn muốn động thủ với ta? Ngươi cho rằng xuyên việc giả ngón tay vàng là vật trang trí a? Lục Vũ căn bản không thèm để ý là được. Xem ra A Sơ động tâm rồi. Ngay cả thiếu phụ kinh nghiệm thế sự cũng khó thoát khỏi một kiếp. Đối diện, A Sơ thấy Lục Vũ đáp ứng chính mình, không có lại do dự, gằn từng chữ nói. Tốt. Trong lòng Lục Vũ vui rạo rực, nhưng bề ngoài lại không lộ ra. Phản phất căn bản không để ở trong lòng. Hắn vung tay lên, chỉ thấy một tờ giấy trắng phát ra quang mang chợt xuất hiện, từ từ rơi vào trong tay Acer. Ngải Tư trong lòng chấn động, năng lực này thật sự là nhất tuyệt. Tờ giấy trắng thoạt nhìn bình thường này lại có khí chất thần thánh. Giống như là có lực lượng thông thiên, Acer có loại cảm giác, nếu là sau khi ký kết khế ước, mình có một chút vi phạm, như vậy mình sẽ vạn kiếp bất phục. Lục Vũ thầm nghĩ, đây không phải là nói nhảm sao? sản phẩm hệ thống, tất thuộc tinh phẩm. Đường đường là tồn tại bên ngoài, sẽ không chế ngự được phạm nhân như ngươi. Hai người tâm tư khác nhau, Acer không có vội và ký kết khế ước. Hắn tay cầm khế ước, nhìn một lần, phát hiện một chữ cũng không có xem hiểu. Acer. Hả? Ta tuy rằng đọc sách ít, bất quá cũng không đến mức một chữ cũng không hiểu sao. Trải qua một phen phân tích về sau, Acer xác định, đây không phải thế giới này bây giờ văn tự, chính mình xem không hiểu cũng là bình thường. Lục Vũ trong lòng, trên mặt cười hì hì. Đại ca, anh mau ký đi, em lừa anh làm gì? Mẹ nó, anh ký hợp đồng kéo dài hai chương, biết không? Mục tiêu của ta là thiên long nhân, lại cùng các ngươi râu bạc hải tạc đoàn không có chuyện gì. Lục Vũ trong lòng mắng, vẻ mặt khinh thường, ngạo nghễ nói. Ta vì sao phải lừa ngươi? nếu ngươi không tin, ta hiện tại có thể thu hồi khế ước. Lục Vũ nói như vậy, ngược lại khiến Ngải Tư yên tâm. nếu là Lục Vũ ra sức thúc giục, lời hay lời khuyên bảo, hắn ngược lại sẽ lập tức không tin. nhưng là Lục Vũ hiện tại vẽ mặt ngươi không tin cũng không cần ký bộ dáng, để A sơ mơ hồ tin tưởng Lục Vũ, không có lừa hắn. Đại năng giả như thế, cần gì phải lừa gạt chính mình. Ngải Tư không chút do dự ký xuống khế ước. Ngay khi nét bút cuối cùng rơi xuống, thân ảnh Acer đột nhiên rung lên, một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn dần dần hư hóa, tại không gian đặc thù này biến mất. Tuy rằng lục vũ lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, nhưng là hắn biết, Acer hồn thể chậm rãi trở về thế giới. Ngay tại lục vũ chuẩn bị ý thức trời đi cái này đặc thù không gian lúc, sau một khắc, trong đầu hệ thống điện tử thanh âm vang lên. Ký chủ cùng ngải tư ký kết khế ước thành công đạt được hồi báo khen thưởng chúc mừng đồng bộ ngải tư là toàn bộ thực lực giọng nói này khiến lục vũ sửng sốt ta đi thì ra sau khi ký kết khế ước là có phần thưởng hồi báo a trước đó hệ thống không có nói rõ lục vũ thật đúng là không biết có này ra hiện tại trong lòng kia gọi là một cái kích động nói như vậy ta cũng có năng lực đốt trái cây lục vũ vội vàng hỏi hệ thống thanh âm hệ thống vang lên không sai. Vô luận là khí phách, thể thuật, năng lực trái cây của Acer, hoặc là trình độ khai phá trái cây đều không khác gì Acer. Ánh mắt lục vũ trong nháy mắt sáng ngời. Vậy nếu như nói, chính mình vẫn ký kết khế ước, chẳng phải là nói chính mình có thể có được rất nhiều rất nhiều năng lực. Lục vũ cảm thấy tiền đồ một mảnh quang minh. Vốn cho rằng chỉ có thể làm một, trốn ở một đám cường giả phía sau chiến ngũ tra, nhưng là thật không ngờ, có hy vọng trở thành thế giới này cường giả. Quả nhiên, hệ thống chính là xuyên việt giả 33A. Cứ như vậy, mình liền trở thành hỏa quyền thứ hai. Ngắn ngủn vài ngày, ta từ một cái chiến ngũ tra, trở thành một cái chuẩn đại tướng thực lực cường giả. Trong lòng có chút cảm khái, trở thành cường giả. Cũng chỉ như vậy thôi. Nhẹ nhàng buông lỏng, dựa vào há mồm nói vài câu, thực lực liền tăng vọt tới chuẩn đại tướng cấp, còn có ai? chỉ hỏi thôi còn ai nữa đương nhiên thể thuật của ngãi tư không cường đại là được bằng không cũng sẽ không bị trái cây âm thầm của râu đen khắc cho gắt gao bất quá đây xem như tình huống tương đối đặc thù mặc kệ nói như thế nào thực lực của ngãi tư cũng là thực lực có thể so chiêu với đại tướng lục vũ không vội là được từ từ sẽ đến lúc này mới cái thứ nhất rất nhanh sẽ có cái thứ hai cái thứ ba năng lực càng nhiều mình sẽ nhảy lên trở thành cường giả thế gian lại nói, muốn hay không đem Molina thủ hạ con hổ kia cho chết sau đó để cho hắn cùng mình ký kết hiệp nghị. Cứ như vậy, mình liền có năng lực của quả trong suốt. Lục vũ hắc hắc cười, liếm liếm môi, đầu óc miên man bất định, về phần đang suy nghĩ cái gì, bị cua đồng ăn. Còn có nguyệt quan Moria nắm giữ những thi thể kia, long mã, dôn thuyền trưởng, vương trực, ngân phủ vân vân, những thứ này đều là lóc kết thời đại cường giả, nếu có thể đem bọn họ biến thành bộ hạ của mình, còn phục khắc thực lực. Đến lúc đó mình chẳng phải là từng phút từng phút nằm úp sắp đại tướng rồi sao? Rất nhanh, lục vũ thu hồi tâm thần, không hề miên man suy nghĩ. Hồn thể của Acer đã hoàn toàn biến mất, xem ra là trở về thế giới. Lục vũ cũng không hề do dự, ý thức trời đi cái này đặc thù không gian, về tới thế giới hiện thực. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 04. sơ Phục Sinh, Cầu Hoa Tươi Phiếu Đánh Giá. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Con ngư chiếu vào ánh mặt trời, mặt trời tươi đẹp vẫn treo cao trên đỉnh đầu. Lục Vũ hơi sững sờ, vội vàng nhìn thoáng một phát thời gian, thời gian khoảng cách hắn tiến vào chỉ qua 3 giây đồng hồ. Không đúng, Tính cả hắn mở mắt, sau đó cúi đầu nhìn về phía đồng hồ trong tay, kém không nhiều lắm cũng chính là thời gian này. Suy đoán này khiến Lục Vũ chấn động. Ta đi. Chính mình lẻn vào cái kia đặc thù không gian bên trong, thế giới này thời gian là đình chỉ. Trong lòng nhất lên sóng to gió lớn, cái này hệ thống vậy mà nghịch thiên như thế, có được tạm dừng thế giới này thời gian năng lực. Cứ như vậy, trong lòng Lục Vũ cũng yên ổn không ít. Điều này cũng có nghĩa là hắn nếu như gặp phải cần cùng ký kết khế ước người cãi nhau thời điểm, cũng không cần lo lắng có người làm đánh lén. Ngay tại lục vũ nghĩ tới những thứ này đồng thời, phía dưới quan tài phiến truyền ra thanh âm. Chỉ thấy, đôi mắt khép hờ của Acer đột nhiên mở ra. Một màn này, tuy rằng lục vũ đã sớm đoán trước, nhưng trong lòng cũng âm thầm hoảng sợ. Không thể không nói, nhìn một cái thi thể đột nhiên mở mắt, như vậy thì giác trùng kích, trong lúc nhất thời vẫn là có chút không tiếp thu được. Lục Vũ nuốt một ngụm nước miếng, đè nén rung động trong lòng. Bày ra một bộ dáng cao nhân, nhìn về phía Acer. Lúc này Acer, thân thể vẫn như cũ bảo trì chết đi lúc bộ dáng, trước ngực dùng một cái xuyên qua lỗ lớn, hơn nữa, hắn bây giờ làn da trắng nõn, là không có một tia huyết sắc trắng bệt, có chút thận trọng. Hắn từ trong quan tài ngồi dậy, mặc dù hắn nghe Lục Vũ nói sẽ sống lại chính mình. Nhưng chân chính sống lại, trong lòng vẫn khó có thể tin được thật sự sống lại, vị thần bí nhân này dĩ nhiên không có lừa gạt mình. Hắn thật sự có được thủ đoạn thông thiên như vậy. Acer không dám tin nhìn thân thể của mình, màu da rất trắng bệt, lại thấy được huyết động xuyên qua trước ngực hắn. Thân sắc chấn động trên mặt biến mất, vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía lục vũ. Tình huống gì đây? Sống lại chính mình, vết thương này sao không biến mất? Mình như vậy có thể gặp người sao? Sẽ không hù chết người. Lục Vũ không thèm để ý khoát tay áo, mở miệng nói: Tuy rằng sống lại, bất quá là sống lại người dây cuối cùng tử vong một khắc kia trạng thái, cho nên nói cái này huyết động không có biến mất. Bất quá cũng không cần lo lắng, chờ ngươi hấp thu huyết dịch, thương thế trên thân thể ngươi có thể khôi phục. Hơn nữa thực lực của ngươi cũng có thể tăng lên. Lục Vũ hướng Ngải Tư phổ cập một chút thiết lập. Ngải Tư gật gật đầu, thỉnh thoảng hắn có chút thiếu tâm nhãn bỗng nhiên tiếp nhận thiết lập này. Dù sao không ảnh hưởng mình báo thù là được, thế nào thì thế đó. sơ đứng dậy, chắp tay, tôn kính nói. Tạ đại nhân, cho ta cơ hội báo thù. sơ sẽ đối xưng hô lục vũ kính ngữ, tự nhiên là hệ thống công lao. Lục vũ lắc lắc tay, lại quên mất trong tay còn cầm đại đao rau bạc. sơ cũng nhận ra điều đó. Lại nhìn bùn đất trên đại đao, vẻ mặt sửng sốt vị đại nhân này lấy đại đao của cha mình đào phần mộ của mình biểu tình có chút cổ quái nhưng là có khế ước tràn buộc trong lòng đối với lục vũ không có sinh ra một tia phản cảm đó là sức mạnh của hợp đồng hệ thống lục vũ khụ khụ có chút xấu hổ không có biện pháp vừa rồi chính mình chỉ là người bình thường chỉ có thể cầm công cụ không nói nữa lục vũ nói sang chuyện khác Ngãi tư bây giờ dẫn ta đi phần mộ tác tề ta cũng đem hắn sống lại. Đây coi như là phần thưởng ngươi ký khế ước đi. Sau khi Aser nghe vậy, hai mắt mở to. Hiện tại hắn đã thập phần xác định vị đại nhân trước mắt này có thể sống lại người, chính mình sống lại chính là bằng chứng tốt nhất. Nhưng là thật không ngờ chính là Lục Vũ đã đáp ứng đến lúc đó trợ giúp hắn phục sinh cha của mình, nhưng là thật không ngờ bây giờ còn có thể cho mình ban thưởng. Trong lòng nhất thời rất là cảm kích, cứ như vậy mình lại có thể cùng đồng bọn của mình đoàn tụ. Trên mặt ngải tư khó nén kích động, lây tay nói. Tạ đại nhân. Tạ đại nhân. Lục vũ trong lòng âm thầm lắc đầu, kỳ thật ta là vì có thể tăng cường thế lực của mình, đồng thời cũng là tăng lên thực lực của mình. Nếu như có thể, lục vũ hiện tại lập tức sống lại bạch hồ tử. Nhưng là bất đắc dĩ chính là, hắn hiện tại không có biện pháp phục sinh râu trắng muốn cho râu bạc thần phục chính mình làm thủ hạ của mình hiện tại lục vũ còn không đủ tư cách phải chờ thực lực mạnh hơn một chút mới được đến lúc đó cho dù là râu trắng không đồng ý chính mình cũng có thể cưỡng chế để cho hắn ký kết khế ước cho nên lục vũ hiện tại chỉ có thể từ bỏ không nghĩ nữa lục vũ mở miệng với ngải tư ngươi có thể đi lấy một phần nhỏ trên người bạch hồ tử chờ thời cơ đến ta mới có thể giúp ngươi sống lại cha ngươi ngải tư nghe vậy, con ngươi tỏa sáng, trong lòng mừng rỡ. Tuân lệnh, đại nhân. Lục vũ xua tay, tỏ vẻ chỉ là việc nhỏ, nhẹ nhàng nói. Chúng ta đi lên trước, sau khi ngươi cầm xong, chúng ta sẽ đi phần mộ của tác tề. Vâng. Đại nhân. Ngãi tư lên tiếng. Ngay sau đó, một màn làm hắn trợn mắt khá hốc mồm xuất hiện. Chỉ thấy trước mắt lục vũ lòng bàn chân nhẹ nhàng đạp, sau một khắc lòng bàn chân liền sinh lên một đoàn hỏa diễm. Lập tức, hắn giống như là một chiếc tên lửa bình thường, bay lên, trực tiếp rời đi trong động. A sơ sững sờ. Đại, đại nhân vậy mà cũng có năng lực đốt trái cây. Cái này, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Mọi người đều biết, cùng một cái quả ác ma năng lực, thế gian chỉ có thể một người có được, chỉ có đợi đến người nọ sau khi chết mới có thể xuất hiện mới quả ác ma sau đó ở thế giới nơi nào đó sinh ra, mà hiện tại chính mình sống lại, theo đạo lý mà nói, thiêu đốt trái cây vẫn là ở trên người mình. A sơ rất nhanh không nghĩ tới, vì đại nhân trước mắt này đều có năng lực có thể đem người chết sống lại, có được đại năng như vậy, có chuyện gì là không thể nào. rất nhanh, ngải tư đồng dạng chân đạp hỏa diễm, ly khai trong động. trải qua vài phút đào mộ, sau khi lấy một đoạn xương ngón tay trên người râu bạc. Ngải Tư đưa xương ngón tay rau bạc cho Lục Vũ, Lục Vũ cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy. Biểu hiện thật tốt, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với cha ngươi. Vâng. Ngải Tư lây tay, trong lòng ông chờ mong. Một lát sau, Ngải Tư lại mở miệng nói: Đại nhân, ta có việc muốn nhờ. Lục Vũ ra hiệu cho hắn nói. A sơ mở miệng nói: Ta muốn đi tìm đồng bọn trước để cho bọn họ biết tin tức ta sống lại đồng thời ta cũng muốn đem chuyện vui đại nhân muốn sống lại tác kỳ nói cho bọn họ biết ngãi tư nhìn sắc mặt lục vũ cuối cùng cùng đi phục sinh tác kỳ hắn nói xong trên mặt mang theo vẻ chờ đợi lục vũ không trực tiếp trả lời suy nghĩ một lát trong đầu nói như vậy mình có thể thu một bộ hạ cấp đội trưởng lại có thể phục hồi thực lực của vị đội trưởng tác tề này vui vẻ lục vũ nghĩ vậy gật đầu. Ngải tư thấy lục vũ đáp ứng, trên mặt lộ ra cảm kích. Tạ đại nhân. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 05. Vỡ tổ tòa báo cầu hoa tươi đánh giá. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tòa soạn báo, một găng cầm côn trùng điện thoại lớn tiếng nói tìm hiểu được chưa? Tìm hiểu rồi, xã trưởng. Trung điện thoại đối diện truyền đến tiếng thở dốc, bình phục một chút, mới mở miệng nói. Mọc găng nghe vậy, trên mặt chim lộ ra đại hỷ. Tốt lắm, làm rất tốt, chờ cậu chụp ảnh xong, tất có trọng thưởng. Đối diện, người nọ vui vẻ cười. Xã trưởng, ta đã ở trên đường, kém không nhiều hơn 10 phút liền đến, ngài liền chờ tin tức tốt đi. Mọc găng hài lòng gật đầu, làm tốt lắm. Vâng. Mọc găng cúp điện thoại, trên mặt vui sướng. Chỉ cần nghĩa trang của Acer và râu trắng bị phơi bày, lúc này đây tin tức của mình lại trở thành điểm nóng trên toàn thế giới. Này này. Gần đây thật sự là may mắn, tin tức lớn không ngừng, chỉ là đáng tiếc, lần trước truyền hình trực tiếp chiến tranh không phải tôi, nếu không lại là điểm nóng. Ngay khi Mọc găng đang cảm khái, tiếng điện thoại lại truyền đến mọc găng nhếch miệng cười xem ra vị thủ hạ kia của mình hẳn là đến nghĩa trang báo tin vui cho mình hắn vẻ mặt vui vẻ tiếp điện thoại trùng nói tiếp đã đến rồi đối diện truyền đến thanh âm có chút chua xót của bộ hạ xã trưởng mọc găng sau khi nghe vậy nhíu mày sao lại cảm thấy bộ hạ của mình có điều gì khó nói chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì bị người râu bạc cắt râu mọc găng hỏi đối với chuyện này hắn kỳ thật không thèm để ý. Khinh phiêu phiêu nói. Ngươi lộ ra chính mình phóng viên thân phận là được, cho dù đối phương là hải tặc cũng sẽ không quá khó xử ngươi, phế vật. Không phải, chủ tịch. Bộ hạ vẫn chua sót như trước, thanh âm còn có chút trung rẩy nói. Xã trưởng, tôi thấy gặp quỷ rồi. Xã trưởng nhíu mày, thập phần phẫn nộ. Thế giới này nơi nào có quỷ, nói bừa cái gì? Đối diện với sâu điện thoại, giọng nói bất lực của cấp dưới truyền đến. Tôi thấy Acer sống lại, hơn nữa còn đang đào mộ của râu trắng. Mọc găng nghe vậy, tâm hỏa nhất thời nổi lên. Chuyện này hắn căn bản cũng không tin, khẳng định là bộ hạ của mình đầu óc bị hỏng. Đang muốn tức giận mắng một lần nữa, lại nhìn thấy hình ảnh côn trùng điện thoại chiếu tới. Bộ hạ biết chuyện này quá hoang đường, nói như thế nào, xã trưởng cũng không nhất định sẽ tin, cho nên vì chứng minh mình nói thật sự là, trực tiếp tiếp sóng hình ảnh hiện trường. Mọt găng mở to hai mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ta đi. Ây sơ. Thật sự sống lại. Và vẫn đào mộ cho râu trắng. Mọt găng liếm đôi môi khô khốc, dùi dụi mắt, nhìn kỹ lại. Chắc chắn không thể nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, hình ảnh truyền bá chấm dứt. Mọt găng cũng không để ý tới, xem ra bộ hạ của mình bị phát hiện, có thể gặp bất trắc. Bất quá, đối với việc này mọt Găng tuyệt không quan tâm. Một bộ hạ, chết cũng sẽ chết. Hắn khiếp sợ trên mặt lộ ra mừng như điên, có đoạn tiếp sống ngắn này là đủ rồi. Đây chính là tin tức lớn, so với cái gì mà râu trắng cùng ngải tư mộ địa còn muốn lớn hơn vô số lần. Acer đã sống lại. Hơn nữa còn đang đạo bới mộ của cha mình. Chẳng lẽ nói, ngải tư sau khi sống lại cũng muốn sống lại râu bạc? sắc mặt mọt găng càng lúc càng kích động. đây là tin tức lớn, đây nhất định là tin tức chấn động thế nhân. hắn kích động lớn tiếng nói, người đâu? mau tới người a. À. thư ký của chủ tịch nghe tiếng, vội vã đi vào. chủ tịch, có gì muốn dặn dò không? sau khi cô nhìn thấy xã trưởng hoa chân múa tay vui sướng, trong lòng liền chấn kinh. đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lớn? chủ tịch lại kích động như thế phải biết rằng, mấy ngày trước băng hải tặc trâu trắng tuyên bố khai chiến với hải quân, còn có lúc trâu trắng và Ace chết trận, hai tin tức lớn như vậy, xã trưởng đều không có kích động như vậy. Trên mặt thư ký xã trưởng từ chối cho ý kiến. Mọc găng không để ý đến vẻ mặt của thư ký, nói thẳng. Mau! Gọi bộ trưởng bộ phận xuất bản tới đây, có tin tức lớn. Cái gì mà chiến tranh, cái này tính là cái gì? Đây mới là tin tức lớn, tin tức lớn khiến các đại lão trên thế giới run rẩy. Acer đã hồi sinh. Lời vừa nói ra, đôi mắt đẹp của thư ký trừng đến lão đại. Ông chủ còn nói bậy bạ gì nữa? Đầu óc quát. Acer đã chết trước mắt người trên toàn thế giới, người chết làm sao có thể sống lại? Xã trưởng nhìn thấy nữ thư ký sững sờ, không khỏi tức giận. Lời tôi nói với cô không nghe thấy sao? Mau đi gọi bộ trưởng bộ phận đăng tin đến nếu tin tức bị người khác công bố trước tôi sẽ lột da anh đối với mọc găng mà nói đây chính là tin tức lớn đủ để chấn động thế giới không thể chậm trễ thư ký trực tiếp bị dọa nhảy dựng không dám chậm trễ nữa vội vã chạy ra ngoài rất nhanh thư ký mang theo bộ trưởng bộ phận xuất bản đi vào mọc găng lập tức đưa video vừa rồi cho hắn đem video biến thành từng tấm ảnh sau đó trước tiên đem tin tức này công bố ra ngoài bộ trưởng đăng tải nhận đoạn video, sau đó chiếu lại một lần. Biểu tình trên mặt anh và thư ký bên cạnh dần dần trở nên khiếp sợ. Ây sơ. Hồi sinh thật rồi. Tôi đi. Cái này cũng quá huyền huyễn đi. Bộ trưởng bộ đăng không dám chậm trễ, vội vã rời đi. Nửa giờ sau, khắp nơi trên thế giới, đều có thể nhìn thấy bóng dáng từng con hải Âu. Báo chí bay đầy trời. Phía dưới, có người nghi hoặc. Kỳ quái, hôm nay báo chí không phải đã tới rồi sao? Đúng vậy. Vẫn là tin tức lớn, Acer và Râu Trắng chết trận rồi. Còn có câu nói cuối cùng của Râu Trắng, Wenquist thật ra tồn tại, kích nổ thế giới. Không biết lúc này đây lại có tin tức gì lớn. Có thể có cái gì đại tin tức có thể có so với trên đỉnh chiến tranh, Acer cùng Râu Trắng chết trận lớn. Đúng vậy. Ngay tại mọi người ngươi một lời ta một câu thời điểm, lúc này đột nhiên một cái lông trời lở đất thanh âm truyền đến. Đào rảnh. Các ngươi mau xem báo chí, Acer vậy mà sống lại. Acer đã hồi sinh. Làm sao có thể, người chết như đèn tắt, toàn thế giới đều nhìn thấy ngải tư chết rồi. Chính là lừa dối ai, xích khuyển trực tiếp đem lồng ngực của hắn đánh đối diện, như vậy hẳn phải chết trọng thương. Mọi người không tin. Các người mẹ nó, đọc báo đi, trên đó có ảnh đấy không lâu sau, tiếng kinh hải khắp nơi liền truyền đến. Ta đi. Là thật nha, trong ảnh thật sự là Acer. Vết thương xuyên qua lồng ngực kia, còn có dấu hiệu râu bạc kia, không sai được. Mẹ nó, vết thương như vậy cũng có thể sống lại, rốt cuộc là người hay quỷ. Các ngươi xem, Acer còn đang đạo mộ của râu trắng, đây là muốn làm gì? ngải tư có thể sống lại, chẳng lẽ nói râu bạc cũng có thể. Chỉ sợ đây là lăng xê, tòa soạn báo vì hấp dẫn ánh mắt lăng xê. Đúng. Ta cũng cảm thấy, người chết làm sao có thể sống lại. Thế nhân bán tính bán nghi, có người tin tưởng, có người thì không tin. Nhưng bất kể nói thế nào, tin tức này làm cho thế giới bùng nổ. Nếu như đây là sự thật, như vậy thế giới này lại hỗn loạn. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 06 Thế giới rung động, Acer sống lại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tổng bộ hải quân Phòng hợp trách rưới không chịu nổi, bất quá tuy rằng cũ nát, nhưng là lúc này bên trong lại là ngồi một đám đại lão. Nguyên soái chiến quốc mặt ủ mày châu, anh hùng capo khuôn mặt tiêu tụy, còn có thanh trĩ không nói một lời, cuối cùng mặc kệ gặp phải chuyện gì đều là hoàng viên vẻ mặt khí định thần nhàn. Sau một lúc lâu, chiến quốc phá vỡ sự im lặng trước. Lần này hải quân tổn thất nặng nề, tổn thương căng cơ. 10 vê đúc lính hải quân, 40% chết, 10% bị thương nặng, còn lại đều bị thương ở mức độ khác nhau. Ngay cả đại tướng, xích khuyển cũng bị râu trắng đánh trọng thương. Chiến quốc nói xong, mọi người trầm mặt không nói gì chiến quốc thấy cáp âm thầm cắn răng. Giờ phút này, ở trước mặt cáp nhắc tới hai chữ xích khuyển, không thể nghi ngờ vạch trần vết sẹo trong lòng hắn. Chiến quốc bất đắc dĩ lắc đầu, đại tướng Hoàng Viên mở miệng. Ơ, hải tặc trâu bạc thật đáng sợ. Nó đã khiến hải quân của chúng tôi thiệt hại nặng nề như vậy, nhưng nó cũng đáng giá. Được xưng là bạch hồ tử mạnh nhất thời đại cũ chết trận, hỏa quyền Acer dưới trướng cũng ngã xuống lực ảnh hưởng của hải quân chúng ta ở thế giới mới sẽ mở rộng thêm một bước. Chiến quốc gật đầu, đúng là như thế. Nửa sau tân thế giới, vẫn bị bốn vị hoàng đế trên biển quản hạt, giống như thế lực và sức ảnh hưởng của bọn họ cực lớn, hải quân vẫn khó có thể khống chế. Nhưng là hiện tại, tứ hoàng một trong râu trắng, cùng với dưới trướng cường giả Ase thân tử, cứ như vậy cân bằng bị đánh vỡ, hải quân có thể nhân cơ hội cắm vào. Nhưng đúng lúc này, một gã binh sĩ bên ngoài vội vã chạy vào nguyên soái nguyên soái xảy ra đại sự xảy ra đại sự người còn chưa tới thanh âm đã tới trước những lời này làm cho một đám đại lão nhíu mày xảy ra đại sự đại sự gì người lính nhanh chóng chạy vào anh ta thở hổn hển và vội vã nói doan nguyên soái hu 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 a sơ sống lại rồi những lời này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, làm cho một đám hải quân đại nhân ở đây trừng to hai mắt. Cái gì? Chiến quốc nhíu mày hỏi. Cách thì đột nhiên ngẩng đầu, con người vốn ảm đạm lóe sáng. Thanh trĩ cũng ngước mắt nhìn tên binh sĩ kia, con người hiếp lại. Mắt hoàng viên mở to, bắt chéo chân, buông xuống, nghiêng miệng nhìn binh lính. Bị ánh mắt của một đám đại lão nhìn, binh lính bất giác nuốt một ngụm nước miếng chỉ cảm thấy áp lực thật lớn a à. binh lính không dám chậm trễ nữa hắn vội vàng đưa báo cho chiến quốc nguyên soái đây là tờ báo vừa mới đưa tới chiến quốc tuy rằng hai bên tóc mai hoa râm nhưng bước chân mạnh mẽ một bước như ba bước đi tới trước mặt binh lính cầm tờ báo qua lập tức bắt đầu xem cách nhìn không được đứng lên lại gần xem những người khác thì là lẳng lặng chờ đợi đợi đến hai vị lão tiền bối đưa ra câu trả lời thuyết phục ngay sau đó tay cầm báo chiến quốc đều run rẩy. Đồng tử hắn phóng to, vẻ mặt khó có thể tin. Điều này không có khả năng, điều này không có khả năng. Ngải Tư rõ ràng đã bị xích khuyển giết chết, làm sao có thể sống lại? Điểm này, tham dự chiến đấu đều là tận mắt chứng kiến, Aser chết không thể lại chết. Cáp Đồng Dạng là cả người run rẩy, Aser thật sự sống lại. Aser. Aser trong lòng một cổ cảm giác khó có thể nói rõ dâng lên. Hai vị đại tướng, Thanh Trĩ và Hoàng Viên liếc nhau. Nhìn biểu hiện của hai vị này, đã không cần chứng minh cái gì. Chẳng lẽ Acer thật sự sống lại? Hai người đều nhìn thấy sự khó tin trong mắt nhau. Sao có thể thế được? Chiến quốc bình phục một chút cảm xúc trong lòng. Hắn nhìn về phía binh lính, phái người đi điều tra, xem Acer có thật sự sống lại hay không mặc dù nói có ảnh chụp nhưng cũng không thể xác định đây là thật phải điều tra rõ ràng mới được vâng binh lính lên tiếng tiếp theo vội vàng chạy ra ngoài chiến quốc sắc mặt tối tăm thật sự là thời buổi rối loạn a à? nếu là thật vậy trận chiến hải quân này chẳng phải là đánh không công sao kế hoạch tiếp theo của hải quân sẽ bị ngâm nước nóng bất quá những thứ này còn không phải trọng điểm trọng điểm là ngải tư sống lại là như thế nào sống lại? Là năng lực trái cây không biết tên? Hay là nói kỳ thật ngay từ đầu chính là giả chết? Cái thứ hai kỳ thật có thể trực tiếp phái ra, lồng ngực xuyên qua trọng thương, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, Aser thể sinh mệnh cũng tiêu vong, những thứ này đều là Aser tử vong bằng chứng. Đó là, Aser đã được hồi sinh. Chiến quốc sắc mặt khó coi dọa người. Nếu như thật sự là như vậy, vậy thế giới này lại muốn đại loạn một vị có thể sống lại cường giả chết đi, há có thể không đáng sợ? Một màn này đồng dạng phát sinh ở quỷ đảo, còn có vạn quốc bánh ngọt trên đảo. Cai đô nhướng mày sau khi đọc báo, hù sinh lẫn nhau với nhau. Cái này cũng quá hoang đường đi. Sau khi quên biết được tin tức, điếu thuốc trên miệng suýt nữa rơi xuống. Thật sự là quá chấn động, ngải tư chết đến không thể chết nữa lại sống lại. Nếu như không phải có ảnh chụp cái này nói ra, ai tin a? À? Tẩn trầm ngâm một lát, nói. Có phải là hải tặc trâu bạc đang dở trò quỷ hay không? Giả thần giả quỷ, muốn lợi dụng tin tức giả, trước hết để cho chúng ta kiên kỵ. Giác mắng chửi đỉnh đạt. Sợ cái gì? Cho dù thật sự sống lại, gặp được chính là làm. Mọi người trong lòng không nói gì, bất quá quen biết lẫn nhau lâu như vậy cũng đã thành thói quen. Trong đầu người này ngoại trừ làm việc, cũng sẽ không nghĩ chuyện gì khác. mọi người coi như không nghe thấy. cai đô sờ sờ cầm, không loại trừ khả năng này. hôm nay bạch hồ tử cùng ngải tư ngã xuống, bạch hồ tử hải tạc đoàn đã là nguyên khí đại thương, dưới tình huống như thế, tài sản của bọn họ, địa bàn khẳng định bị rất nhiều người mơ ước. thả ra tin tức giả như vậy, muốn chúng ta kiên kỵ, cũng không phải là không có khả năng. dừng một chút, cai đô trầm giọng nói. mặc kệ nói như thế nào phái người đi trước điều tra một chút có phải hay không sự thật hết thảy chân tướng rõ ràng vạn quốc bác gái nhìn tờ báo không ngừng cười lạnh tin tức này khẳng định là tên khốn mọc gan kia vì thu hút sự chú ý bịa đặt tin tức giả bác gái đối với mọc gan kia không có hảo cảm gì mỗi tin tức sẽ chỉ phóng đại và bóp méo sự thật không cần quan tâm báo chí nói gì người chết làm sao có thể sống lại năng lực hồn hồn quả của ta cũng không làm được điểm này các con phía dưới đều không nói gì tâm tư khác nhau kỳ thật trâu bạc sống lại hay không sống lại đối với bọn họ mà nói cũng không sao cả đau đầu chính là mẹ của mình là lãnh tụ bọn họ chỉ cần nghe lệnh làm việc là được tạp nhị đảo mắt mở miệng nói mẹ tin tức là thật hay giả phái người điều tra một chút sẽ biết bác gái không thèm để ý nói vậy tùy tiện phái vài người đi điều tra. Tuân lệnh mẹ. Tạp nhị cung kính nói. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7. Các nơi đại lão bắt đầu điều tra chân tướng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ở hải vực nào đó, trên một chiếc bè gỗ. Tạc ha ha ha. Râu đen vui sướng cười, hắn nhìn mình là tay trái, ta tại râu trắng thuyết phục hơn 20 năm, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hơn 20 năm, từ nay về sau, ta rốt cục là có thể đại triển quyền cước. Một đám râu đen dưới trướng, cũng nhao nhao cười to ra tiếng, đối với tương lai của mình ông chờ mong. Chúng ta bây giờ đi tới nửa sau của tân thế giới, chiếm lấy lãnh địa của râu trắng, xây dựng cơ nghiệp của mình. Râu đen nói. Một bên, Hy Lưu trầm giọng nói râu trắng vừa chết, cường giả dưới trướng ngải tư cũng ngã xuống. Hôm nay hải tặc râu trắng chính là một đám ô hợp quần lông vô thủ, cướp lấy địa bàn đơn giản này. Kế tiếp ngươi còn có tính toán gì nữa? Hy lưu hỏi, ý phệ huyết trên mặt rõ ràng. Râu đen nhìn hắn, cười hắc hắc. Yên tâm, kế hoạch sẽ khiến ngươi hết sức hài lòng. Kế tiếp, ta dự định chấp hành kế hoạch săn bắn quả ác ma. Hy lưu nghe vậy, nhíu mày, trên mặt lộ ra ý cười kế hoạch này không tồi cứ như vậy hắn có thể vẫn lĩnh hội khoái cảm giết người về phần những thứ khác hắn không quan tâm những người khác cũng là ha ha cười thuyền trưởng ngươi là dự định chế tạo một cái cường đại năng lực giả hải tặc đoàn sao râu đen ngửa mặt lên trời cười to không sai tên trọng ha 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 một ngày nào đó ta đem trở thành thứ hai hải tặc vương không đúng lúc này trên bầu trời, một tờ báo rơi xuống. Đành phải rơi vào cái miệng to của râu đen. Râu đen thiếu chút nữa đã bị sặc chết, vội vàng lấy tờ báo trong miệng ra. Phẫn nộ vô cùng, gắt gao nhìn chầm chầm hải âu. Chỉ tiếc, hải âu thiếu chút nữa đã giết chết râu đen này đã tiêu sái bay đi. Đám thủ hạ không khỏi ông bụng cười to. Râu đen mắng chữ đỉnh đạt, có chút tức giận mở báo ra. Lập tức tức giận trên mặt biến mất, mà là sợ hãi chấn động cùng khó có thể tin. Đây là tình huống gì? Râu đen mở to hai mắt, gắt gao nhìn chầm chầm tờ báo. Không thể nào. Mọi người dừng cười nhạo, nhìn về phía râu đen, nghi hoặc hỏi. Thuyền trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Râu đen trợn tròn mắt, trên báo viết, Acer đã sống lại. Mọi người sau khi nghe vậy, lập tức liền phì cười một tiếng, cười to lên. Đầu óc anh bị báo chí đập hỏng rồi phải không? Đúng vậy, ha ha, chúng ta có thể tận mắt chứng kiến ngải tư đã chết. Râu đen không nói lời nào, ném tờ báo cho bọn họ. Mấy người trên mặt vẫn duy trì cười nhạo, nhìn về phía báo chí. Trong nháy mắt, biểu tình của mấy người cũng rất đặc sắc. Mở to mắt nói, "Cái này giả sao? Trên này thật sự là Acer." Râu đen sắc mặt có chút khó coi, hẳn là không sai, Acer đều là không có gì. Bất quá để cho ta để ý chính là Hắn vì sao phải đào móc phần mộ của râu trắng? Nếu như nói, Acer thật sự sống lại, như vậy có phải hay không cũng liền ý nghĩa, râu bạc cũng có thể sống lại. Hắc hồ tử nói những lời này, khiến mọi người cùng hắn trong lòng rung lên. Râu trắng cũng sống lại. Nghĩ đến thời điểm chiến tranh, mấy người bọn họ bị một bộ râu bạc chỉ còn lại một hơi thở hành hung. Không khỏi rùng mình một cái nếu trâu bạc sống lại, như vậy người gặp nạn đầu tiên khẳng định là bọn họ. Lúc này, đội trưởng số một mở miệng nói. Đây hẳn là tin tức giả đi. Ha ha. Hắn lúng túng cười nói. Khuôn mặt trâu đen vẫn khó coi như cũ, bất quá là thật hay giả, phải điều tra rõ ràng. Hắn không cho phép có chuyện gì nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Phải biết rằng, vì giờ khắc này, hắn đã bị thuyết phục hơn 20 năm tin tức giả còn tốt nếu là thật vậy râu đen không dám nghĩ nữa mở miệng nói chuyện này chúng ta điều tra rõ ràng hơn nữa nói không chừng là trái cây đặc thù mà chúng ta không biết nửa sau tân thế giới trên một hòn đảo shanks một mình ngồi trên đá ngầm tay cầm chai rượu hắn nhìn ra biển không biết đang suy nghĩ cái gì thật lâu sau hắn đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch Thời đại cũ đã kết thúc và bây giờ là một thời đại hoàn toàn mới. Luffy, cậu đã sẵn sàng cho cơn bão này chưa? Hắn nhếch miệng cười, tiếng cười sang sảng. điều kiện tiên quyết là, người có thể ở trong trận đã kích này, đi ra sao? Đúng lúc này, một thanh âm dày đặc truyền đến phía sau, thuyền trưởng, xảy ra chuyện lớn. Sanz quay đầu, nhìn về phía hắn. Sao vậy? Mập mạp cắn đùi gà, đưa tờ báo cho Sanz, thuyền trưởng, anh biết mà. Sans nhận lấy tờ báo, quét mắt vài lần, lập tức nhíu mày. Acer đã sống lại. Sao có thể thế được? Lúc trước ta chính là tự mình tham gia tang lễ của Acer cùng râu trắng. Ngãi tư có chết hay không, hắn và đám người râu bạc là rõ ràng nhất. Tin giả. Tóc đỏ trước tiên đã nghĩ đến khả năng này. Không đúng. Mọi người trong băng hải tặc râu trắng đều cực kỳ kính yêu Acer và râu trắng, không thể lợi dụng thi thể của Acer và cha mình để bịa đặt những tin tức giả này. Đây đã coi là không tôn trọng người chết rồi, người chết nên yên nghỉ. Đột nhiên, đôi mắt sắc bén của tóc đỏ híp lại. Hắn thấy được một bóng người, bóng người kia cực kỳ mơ hồ, hơn nữa còn ở một góc không thể nào thu hút, nếu như không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Đây là ai? Là hắn hồi sinh Acer. Tóc đỏ bị ý nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ là ai vậy mà có thể sống lại người đã chết? Hơn nữa nhìn Acer đang đào mộ của râu trắng, ý này là ngay cả râu trắng cũng phải sống lại. Tóc đỏ trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nếu quả thật có người có thể sống lại chết đi cường giả, như vậy thế giới chẳng phải là đem đại loạn. Cường giả sau khi sống lại, có thể trở thành khôi lỗi hay không? Thực lực thực lực có thể đạt tới đỉnh phong hay không? Sang trong lòng thấp thỏm hắn cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Phải nhanh chóng điều tra rõ ràng mới được. Hắn vội vàng đứng dậy, đi, mập mạp. Chúng ta trở về, tôi muốn triệu tập hội nghị khẩn cấp. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 08 Tức giận băng hải tặc trâu trắng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio ở hải vực nào đó, thế lực còn sót lại của hải tặc đoàn râu trắng. "Đội trưởng Marco, bây giờ chúng ta đi đâu?" Một phi hành đoàn hỏi. Marco xuất thần nhìn biển rộng xanh thẳm, trên mặt cô đơn vô cùng, sau khi nghe vậy, thu hồi ánh mắt, thở ra một hơi. Hắn nhắm mắt lại, sau đó ung dung nói. "Trước tiên tìm một chỗ dưỡng thương, sau đó." Hắn đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt bắn ra lửa giận sau đó tìm đoạt lấy lão tí trái cây năng lực trâu đen báo thù. Hết thảy nhân quả đều do một tay tên này tạo thành, hải tặc trâu trắng và trâu đen chúng ta không chết không thôi. Đúng vậy. Kim cương kiều tư phụ họa, hắn nghiến răng nghiến lợi, cái chết của Acer và cha, đều là do tên khốn trâu đen kia. Chúng ta nhất định phải báo thù cho lão tía và ngải tư. Đúng lúc này, thiên thượng hải Âu ném xuống một tờ báo. Mấy vị đội trưởng không quản, cũng không có tâm tình quản dùng mông ngẫm lại cũng biết tin tức trên báo chí đơn giản chính là liên quan đến chiến tranh còn có tin tức lão tía cùng ace chết trận bọn họ hiện tại trong lòng đang tự bi thống làm sao có tâm tình đi xem những tin tức này bất quá thủ hạ vẫn nhặt tờ báo lên hắn liếc mắt một cái sau một khắc giống nhau một tiếng kinh thiên đào máng vang tận mây xanh cái này cái này Người nọ khiếp sợ nói chuyện cũng có chút cà lâm. Mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn, trong lòng không hiểu. Đọc báo mà thôi, có cần phải như vậy không? Người nọ phản phất là đã bị cực lớn khiếp sợ, đầu một tất nâng lên, nhìn về phía một đám lật đội trưởng. Đội, các đội trưởng, báo, trên báo chí, mặt trên nói Acer sống lại. Một đám đội trưởng vừa nghe, đồng loạt hỏi. Cái gì? Marco phản ứng nhanh nhất, hắn bước lên, vội vàng đoạt lấy tờ báo. Nhanh chóng quét mắt, sau một khắc, hắn nghiến răng nghiến lợi. Hoang đường. Quả thực là hoang đường. Acer chính là ở trước mắt mọi người tự mình hạ tán, sống lại, tuy rằng hy vọng đây là sự thật, nhưng là điều này sao có thể. Marco cắn răng. Nhất định là có người mơ ước tài sản của lão tía và Acer, cho nên đào trộm mộ. Sợ bị trả thù khi chúng tôi phát hiện ra, vì vậy chúng tôi đã bịa đặt tin tức giả mạo này. Một đám đội trưởng nghe vậy, cũng đồng ý gật đầu. Người khác đối với tin tức này ngay từ đầu vẫn duy trì thái độ hồ nghi, mà bọn họ chính là người của băng hải tặc trâu bạc, không thể rõ ràng hơn. Cha mình và Acer đã chết, đây là sự thật ngàn chân vạn xác. Về phần thân ảnh tóc đỏ phát hiện, bọn họ lại không cẩn thận chú ý. Họ quá nhạy cảm với việc chôn cất Acer và râu trắng. Đáng giận. Marco cắn răng. Hắn lạnh lùng nói. Quay đầu lại, một lần nữa trở về mộ địa của lão tía và ngải tư. Ta muốn tự mình điều tra rõ ràng. Tin tức ngải tư sống lại, khiến cho thế giới bùng nổ. Tin tức này có thật hay không? Nếu là thật, tại sao Acer lại sống lại? Nếu Acer sống lại, liệu trâu trắng cũng có thể sống lại? Những vấn đề này đối với thế nhân mà nói là một cái mê, thập phần muốn biết rõ ràng, các giới đại lão đều nhau nhau phái người bắt đầu hành động, điều tra việc này. Trên hải vực Hai đạo hỏa diễm phóng nhanh qua, phía trên chính là lục vũ cùng ngải tư. Họ sử dụng khả năng ngọn lửa làm động cơ đẩy để lướt sóng trên mặt biển. Đương nhiên, đây là để lên đường. Đối với ngoại giới tin tức đã biết ngải tư sống lại tin tức, hai người tự nhiên là không biết. Lục vũ trên mặt tràn đầy thỏa mãn, cái này so với bị ca nô lôi kéo lướt sóng thú vị hơn nhiều. Tốc độ này, khoái cảm này, liền hỏi còn có ai có thể lĩnh hội. Trải qua hệ thống hồi báo khích lệ, hắn cùng Ace giống nhau, đối với đốt trái cây có thể nói như lửa thuần thanh. Hai người lấy tốc độ cực nhanh đi về phía trước, Ace trên người có các phiên đội trưởng thể sinh mệnh, cho nên tìm người đến cũng dễ dàng. Không biết, đợi đồng bọn thấy ta sống lại, có thể chấn động hay không. Ngãi Tư khóe miệng tràn đầy cười, gạt Lục Vũ bên cạnh. Nói thật trải qua mấy giờ ở chung ngắn mũi này, hắn cảm thấy người lớn này thập phần không tệ. Giống như hắn nói, hắn cũng không khống chế ý thức của mình, cũng cho mình tự do, chỉ là muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn mà thôi. Đối với điểm này, hiện tại Acer cũng không phản đối, bởi vì đại nhân đáp ứng chính mình, chỉ cần mình không làm ra chuyện khác người, nghe hắn mệnh lệnh, vậy là có thể sống lại cha của mình. Ánh mắt ngải tư sáng ngời, chờ mong ngày đó đến. Cha, con nhất định sẽ giúp cha sống lại đúng lúc này lục vũ thanh âm truyền đến Ê sơ ngươi không được nha ta đến chỉ điểm ngươi một chút đi ngãi tư nghe vậy sửng sốt đại nhân ngài muốn chỉ điểm ta cái gì hắn là vẻ mặt khó hiểu a à? chạy như thế nào vội vàng đối với mình nói một câu ngươi không được a à? còn muốn chỉ điểm ta khóe miệng lục vũ phát họa không giải thích cậu xem kỹ rồi nói xong dưới chân hắn vừa đạp, sau một khắc, nhảy lên cao giữa không trung. Ngải tư nhướng mày, đại nhân đây là ý gì? Tại sao lại bỏ ván lướt sống? Ngay sau đó, một màn khiến ngải tư trận mắt há hốc mồm xuất hiện. Chỉ thấy, lục vũ toàn thân bốc hỏa, trên người hỏa diễm giống như là tên lửa đẩy, đem nó lơ lửng ở không trung. sơ mở to hai mắt, còn có thể như vậy. Năng lực của mình có thể dùng để treo lơ lửng lục vũ ha hả cười còn có lợi hại hơn nữa sau một khắc lục vũ trên người hỏa diễm càng thêm mãnh liệt trực tiếp chính là bắn ra ngoài tốc độ kia quả thực liền thái quá khi lướt qua mặt biển trực tiếp bắn nước biển hai bên lên hình thành sóng lớn a sơ ngơ ngác nhìn một màn này trước hắn đều không có nghĩ tới năng lực của mình có thể dùng để phi hành người lớn quả nhiên là thông minh hơn người trong lòng ngải tư âm thầm bội phục cứ như vậy, năng lực trái cây của mình sẽ tiến thêm một bước được khai phá. Acer trong lòng mừng rỡ, hắn cũng học lục vũ, vứt bỏ dưới chân ván lướt sóng, trực tiếp cất cánh. Giờ khắc này, hắn giống như phát hiện thiên địa mới, trong lòng vô cùng sung sướng. Thì ra bay lượng là loại cảm giác này. Thật sự là quá sảng khoái. Ngải tương ngẫu nhiên lộ ra vẻ trêu chọc, hắn vui vẻ nghênh diện ta bất chấp một tiếng. Thật tuyệt vời, tôi có thể bay. Một lát sau, hắn đuổi theo lục vũ, cung kính nói. Đại nhân, cảm ơn ngài chỉ điểm. Lục vũ thầm nói. Đó là người chưa từng xem qua thần kỳ tứ hiệp. Người lửa hiểu không? Hai người lợi dụng năng lực đốt trái cây, bay trên không trung. Tốc độ của hai người càng thêm nhanh. Chẳng mấy chốc, ở cuối đường cao tốc, một hòn đảo xuất hiện. Acer hai mắt sáng ngời, liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó một chiếc là bạch hồ tử hải tặc đoàn thuyền. Chỉ là bên cạnh nó còn có mấy chiếc thuyền, đó là Chân mày Acer hơi ngưng lại, là của băng hải tặc trâu đen. Tại sao băng hải tặc trâu đen lại xuất hiện ở đây? Nghĩ vậy, Acer có chút vội vàng, hắn quay đầu nói Đại nhân, ta đi trước trợ giúp đồng bọn của ta, có thể không? Xuất phát từ việc ký kết khế ước với lục vũ, ngải tư hỏi ý kiến lục vũ. Lục vũ gật đầu, cho phép. Ngải tư nói cảm ơn một tiếng, hỏa diễm trên người lại bàn bạc vài phần, tốc độ càng thêm nhanh. Hướng về phía trước mà đi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 09. sơ trở về cầu hoa tươi phiếu đánh giá. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trên đảo, kim cương kiều tư trên người phủ kín kim cương bất quá lúc này hắn khuôn mặt có chút chật vật trên người đã nhiễm đầy máu tươi cánh tay trái đã biến mất bởi vì trên đỉnh chiến tranh vừa mới kết thúc chiến lực của hắn không có hoàn toàn khôi phục tại mấy giờ kịch chiến bên trong đã là vết thương chồng chất có chút lực bất tòng tâm hắn cả giận nói vũ chi hy lưu ngươi thật to gan lão cha chúng ta địa bàn râu bạc ngươi cũng dám cướp lấy đối diện hy lưu khinh thường cười râu trắng đã chết rồi có cái gì không dám các ngươi bây giờ chỉ là một đám ô hợp mà thôi kiều tư cắn răng hắn thật không ngờ động tác của râu đen lại nhanh như vậy chiến tranh vừa kết thúc râu đen đã không thể chờ đợi được nữa rồi tướng ăn này cũng quá khó coi đi nguyên bản sau khi hải tặc râu trắng biết được tin ngải tư sống lại muốn đi mộ địa của râu trắng và ngải tư tìm hiểu đến cùng nhưng là không tìm được hắc hồ tử hải tặc đoàn lúc này chia làm mấy đường đến đây cướp lấy lão tía địa bàn đồ đạc của lão tía, các đội trưởng làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho râu đen cướp đoạt như vậy huống chi song phương có thù không đội trời chung Marco cô dẫn đầu các đại đội trưởng đi đối kháng râu đen mà hắn thì ở lại đối kháng thuyền trưởng thứ hai của râu đen mưa chi hi lưu đối diện danh đao lôi vũ trong tay hi lưu tản ra hàng mang dịu dàng Kinh thường lại cùng kiều tư nói chuyện với nhau trong con ngươi hắn phải huyết cùng tàn bạo bắn ra khói trong miệng từ từ bay lên ngay sau đó khói đã chậm rãi bay lên không trung nhưng bóng người đã biến mất con ngươi kiều tư ngưng tụ không thấy không đúng là quá nhanh tốc độ quá nhanh hiện tại thân hắn bị thương không nhẹ tốc độ căn bản theo không kịp đám thành viên râu bạc trên người cũng đều hoảng sợ tốc độ này cũng quá nhanh đi căn bản không nhìn thấy bóng người hy lưu vội vàng nhìn bốn phía bốn phía không tiếng động nhưng kiều tư lại cảm nhận được sát ý tràn tới sau một khắc đột ngột trước mắt một đạo đao quan hiện lên đội trưởng cẩn thận một gã thủ hạ kinh hô thấy rồi kiều tư trên người kim cương lóng lánh một cánh tay đặt ngang trước ngực theo một tiếng đương thật lớn kim cương kiều tư lui về phía sau vài bước bất quá thân thể cũng bình yên vô sự. Bộ hạ môn thấy thế, mừng rỡ. Đỡ được rồi. Đội trưởng không hổ là đội trưởng. Đội trưởng là nam nhân hộ thuẫn mạnh nhất của hải tặc đoàn râu trắng chúng ta. Kiều Tư cũng nhếch miệng cười. Hy Lưu, đau của ngươi cũng không gì hơn cái này. Đối diện, Hy Lưu ngậm điếu thuốc, chật chật nói. Không hổ là lá trắng bảo vệ mạnh nhất dưới chồng râu bạc, Kiều Tư kim cương, lực phòng ngự chính là kinh người, đều bị thương nặng, còn có thể chống đỡ như vậy. Hừ. Kiều Tư hừ lạnh, ta không chỉ là hộ thuẫn mạnh nhất, công kích cũng là nhất tuyệt. Nói xong, hắn đánh ra một quyền, cánh tay kim cương dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng rực rỡ. Giết chết hắn. Giết chết đám hỗn đảng trâu đen này vì lão tía báo thù. Đúng vậy. Báo thù cho lão tía và ngãi tư. Khóe miệng hy lưu hơi cong lên quá chậm. Vừa dứt lời, thân ảnh lại biến mất. Một quyền này của Kiều Tư trực tiếp nện xuống mặt đất, một tiếng vang thật lớn, mặt đất nứt nẻ, đá vụn bay tán loạn. Hi Lưu thân ảnh xuất hiện ở xa xa, nhìn một màn này, lực công kích quả nhiên cường đại, bất quá nha, tốc độ quá chậm nha. Không chơi với anh nữa, thuyền trưởng bảo tôi tốc chiến tốc thắng, nên kết thúc rồi. Nói xong, biểu tình trên mặt Hi Lưu biến đổi giống như một con lệ quỷ. Danh kiếm lôi vũ chuyển trong tay trong nháy mắt biến thành màu đen, đó là khí phách vũ trang. Hắn cười nói. Ngươi có biết vì sao ngục giam dưới đáy biển, được gọi là tường sắt không thể phá không? Kiều Tư hít mắt, hắn cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có. Khí tức trên người hy lưu càng ngày càng cường đại. Trán một giọt mồ hôi rơi xuống, chính mình vậy mà cảm nhận được một tia áp lực. Đó là bởi vì, thủ vệ không chỉ có ma Giang, còn có ta nha. Giống như tử vong tuyên cáo, Hy Lưu nói ra những lời này, chợt trong tay danh đao lôi vũ tại thời khắc này nhảy ra màu đỏ sậm ti chớp. Đồng tử Kiều Tư co rụt lại. Sắc mặt vũ trang khí phách lại cường đại như vậy. Lôi vũ trong tay Hy Lưu hoành ngang trước mắt, trong miệng trầm thấp. Thiên lôi nhất đao trảm. Dứt lời, dưới chân vừa đạp, đại địa trực tiếp bị dẫm ra một cái hố sâu, thân ảnh của hắn lại một lần nữa biến mất vô tung chỉ có tiếng rít xé gió và tiếng sấm sét lóe lên kiều tư cắn răng trong lòng hắn rung động muốn trốn nhưng lại vô lực như vậy tốc độ quá nhanh hắn cảm giác mình trốn không thoát đến đây đi như muốn tăng thêm khí thế cho mình hắn rít mạnh một tiếng cho ngươi thấy một chút hộ thuẫn mạnh nhất hai chân hắn nặng nề đạp trên mặt đất dáng người giống như là đang đi bộ mà một cánh tay giống như là ốc mút rai trắng ở trên người. Giờ khắc này, toàn thân đều được bao phủ bởi kim cương. Cuộc chiến giữa dao và kim cương nương theo tiếng sấm vang lên, thân ảnh Hy Lưu xuất hiện phía sau Kiều Tư. Hy Lưu khinh thường cười nói. Kim cương cũng không gì hơn cái này. Phía sau, Kiều Tư trước ngực đột nhiên liền bắn ra huyết hoa, hắn kêu thảm một tiếng, thương thế lại một lần nữa tăng thêm, chợt vô lực ngã xuống đất sắc mặt vũ trang của hy lưu khí phách quá cường đại. Trên người, một đám thành viên hải tặc trâu bạc càng khó có thể tin. Đội trưởng Kiều Tư lại thua rồi. Hy lưu lại cường đại như vậy sao? Tôi nhớ ra rồi, hy lưu cũng là giám đốc trại giam dưới đáy biển. Thực lực tương đương với ma gen. Mọi người sợ ngay người, thực lực này đúng là khủng bố như vậy. Hỗn đảng. Chẳng lẽ nói, địa bàn cứ như vậy chấp tay nhường chỗ sao? kiều tư trong lòng không cam lòng nhưng là bất đắc dĩ một đau này nương theo lôi điện chi lực đem hắn chém thành trọng thương hắn đã vô lực tái chiến bạch hồ tử thời đại đã qua hết thảy để cho chúng ta râu bạc hải tặc đoàn thay các ngươi tiếp quản đi hy lưu cười nhạo lập tức liếc mắt nhìn đám thành viên hải tặc đoàn râu bạc mọi người chỉ cảm thấy bị ma quỷ theo dõi hoảng sợ lui về phía sau vài bước Ngã xuống đất là kiều tư nhìn thấy sát ý và bạo ngược trong mắt kiều tư, khang cả giọng quát. Chạy mau. Hi lưu cười nhạo, bản tính thích dết chóc lại lộ ra. Hắn giống như là một cơn ác mộng, tùy ý cùng tiếu, dết về phía mọi người. Nhanh, đi mau. Người này chính là một tên điên giết người, đi mau. Không được A, à, tốc độ quá nhanh chạy không thoát A. À. Xong rồi. Xong rồi. Đuổi theo rồi sắp chết rồi đúng lúc này một thanh âm truyền ra phía chân trời vang lên hỏa quyền hy lưu chỉ cảm thấy phía sau nhiệt độ đột nhiên bạo tăng như là có một khỏa liệt dương đang chậm rãi tới gần mình trong lòng hắn cả kinh vội vàng quay đầu lôi vũ trong tay đồng thời ngăn cản mà lên đột nhiên hỏa diễm gào thét sóng nhiệt cuồn cuộn giống như là một trương ác ma miệng lớn muốn đem hắn nuốt chửng hy lưu cắn răng hét lớn một tiếng ti chớp màu đỏ sậm lần nữa hiện ra, lôi điện ngăn cản thế công của hỏa diễm một hồi. Khi lưu nhân cơ hội lắc mình né tránh. Trong nháy mắt hắn rời đi, ngọn lửa trực tiếp nuốt trọn vị trí đó, dường như có thể thiêu rụi tất cả. Khi lưu đến chỗ an toàn, lòng vẫn còn sợ hãi, hắn gắt gao nhìn chầm chầm ngọn lửa khổng lồ kia. Ngọn lửa dần dần tiêu tán, ở giữa xuất hiện một người. Con người Hy Lưu đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt chấn động. Ngãi. Tư. Thật sự sống lại rồi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10. Đây là quái vật A, cầu hoa tươi bình. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Trong ngọn lửa, người đi ra thật sự là Acer. Màu da của hắn trắng bệch vô cùng, phản phất không có chút huyết sắc nào, đồng thời trước ngực còn có một lỗ thủng lớn, đó là lỗ thủng bị xích khuyển đánh xuyên qua. Hi lưu thấy bộ dáng này của ngải tư, dại ra. Làm thế nào Acer sống lại sau khi bị thương nặng như vậy? Đến tột cùng là như thế nào làm được? Mọi người trong đoàn hải tặc trâu bạc vừa mừng vừa sợ. Nhị phiên đội trưởng, ngải tư thật sự sống lại. Acer thực sự đã sống lại. Thật sự là quá tốt. Vết thương trên người vẫn chưa hồi phục, không sao chứ. Nhìn sắc mặt tái nhật như vậy, có thể chiến đấu với cường giả như Vũ Chi Hy Lưu sao? Kiều Tư trọng thương trong mắt mơ hồ có nước mắt hiện ra. Thật tốt quá. Acer không chết, Acer không chết. Thế nhưng, nhìn thấy trên người ngải tư thương thế như thế, trong lòng lại dâng lên lo lắng. Hắn bất chấp gian nan, lớn tiếng nói. Ê Sir, ngươi đi mau, để mặc chúng ta. Thương thế trên người ngươi, không có biện pháp tiếp tục chiến đấu. Đi mau, chờ dưỡng thương xong sẽ báo thù cho chúng ta. Một đám thành viên hải tặc trâu bạc cũng phụ họa. Đúng vậy. Đội trưởng ngải tư, anh bị thương nặng như vậy, vẫn nên đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ cắt hậu phương cho ngươi, chờ ngày ngươi khỏi bệnh, sẽ báo thù cho chúng ta. Đúng vậy đội trưởng, mau lui ra. Mọi người vốn sợ hãi nhau nhau đứng ra, dự định cho ngải tư đệm hậu. Vũ Chi Hy Lưu quá cường đại, ngay cả năng lực kim cương của Kiều Tư cũng bị đánh thành trọng thương, tuy rằng Acer cũng rất cường đại, nhưng hiện tại thương thế trên người hắn không có khôi phục, làm sao là đối thủ. Acer liếc xéo mọi người một cái, hừ lạnh nói. Lúc nào, xếp hàng đến các ngươi ra mặt rồi. Các ngươi lui ra sau cho ta, ta lập tức giết tên này. Trọng thương Kiều Tư nghe vậy chính là tức giận vô cùng, có chút chỉ tiết trèn sắt không thành thép. Ây sơ, đều bây giờ còn thể hiện cái gì? Chẳng lẽ ngươi quên ngươi như vậy nghiêm trọng thương là như thế nào tới sao? Nếu là ngươi cứng rắn muốn khoe khoang, đối phó xích khuyển. Kiều Tư nói xong trong miệng phun ra một ngụm máu, đã có chút vô lực nói sau. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm ngải tư, muốn thông qua chửi rủa để ngải tư rời đi. Acer không để ý tới, hiện tại hắn đã xưa đâu bằng nay. Tuy rằng hắn hiện tại hẳn là vừa mới sống lại duyên cớ, trong cơ thể huyết dịch trôi qua không ít, hiện tại tối đa cũng có thể sử dụng bảy thành thực lực. Thế nhưng Acer tuyệt không lo lắng, dựa theo cách nói của đại nhân, ta bây giờ chỉ cần trong cơ thể có máu, như vậy ta chính là bất tử bất diệt tồn tại, chính là một hy lưu năng lực ta hà. Ngãi tư vung lên, trực tiếp dùng hỏa diễm cách ly đồng bọn của mình. Kiều Tư thấy một màn như vậy, trong lòng thầm mắng. Tên hỗn đảng này, tính cách cũng quá bướng bỉnh đi. Trong lòng lo lắng, thật vất vả sống lại, nếu như lại chết. Đôi mắt Kiều Tư ảm đạm, không muốn nghĩ nữa. Ây sơ dùng ngọn lửa, bao vây hê. Ru và bộ hạ của hắn lại. Đối diện, Hy Lưu từ lúc ban đầu khiếp sợ, đến bây giờ xem như bình phục lại. Nhìn trạng thái này của ngải tư, hắn cảm thấy suy nghĩ cẩn thận phỏng chừng ây sơ ta mạng lớn không có chết nếu quả thật là sống lại trên mặt sẽ không khó coi như thế miệng vết thương cũng sẽ không còn nhất định là vận khí tốt may mắn sống sót hy lưu cảm thấy hết thảy đều nghĩ thông suốt ha ha cười không nghĩ tới bị thương nặng như vậy mà vẫn chưa chết mạng của ngươi thật sự cứng rắn a à, hỏa quyền ngãi tư bất quá ngươi như vậy làm sao đối kháng với ta ta liền cố mà làm lại đưa đi quỷ môn quan đi. ngải tư nhếch miệng trên mặt tràn đầy tự tin, ngươi thử xem. khi lưu hừ lạnh không biết tự lượng sức mình cũng đừng trách ta khi dễ người bị thương. nói xong lôi vũ trong tay vung lên đào quang chói mắt. đối diện a sơ trên mặt lộ ra hung ác báo thù liền từ ngươi trước bắt đầu đi. cánh tay trong nháy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa lập tức hai tay bậy ra thế súng lục quát súng trường. Ngay sau đó, ở đầu ngón tay, từng đoàn hỏa diễm đạn bị bắn ra ngoài. Hỏa diễm đạn như là từng con rắn độc, đánh về phía Hy Lưu. Hy Lưu khinh thường cười nhạo, đứng yên tại chỗ, động tác dông tố. Đương đương đương. Thanh âm không ngừng. Đao quan tại Hy Lưu trước mặt hình thành một cái đao quang tường sắt, đem hỏa diễm đạn toàn bộ bổ ra. Mà thủ hạ phía sau cũng không có may mắn như vậy, trực tiếp đã bị hỏa diễm đạn bắn trúng, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hy Lưu cũng sẽ không quản bộ hạ sống chết, nghe tiếng kêu thảm thiết, ngược lại để cho hắn vô cùng hưng phấn. Quá tuyệt vời, tiếp tục thống khổ kêu thảm thiết đi. Hy Lưu nhìn qua trở nên có chút điên cuồng, kêu thảm thiết cùng máu tươi làm cho hắn cực kỳ phấn khởi. Động tác trong tay hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, phệ huyết trong mắt hắn đạt tới đỉnh điểm. Mưa dông trong tay dừng lại, chuyển thủ thành công. Thân hình chật lóe, trực tiếp dết tới ngải tư. Ngải tư thấy sắc mặt khí phách phóng thích, lập tức bắt được vị trí của hy lưu. Để cho ngươi xem, ta nhận được chỉ điểm từ vị đại nhân kia đi. Không do dự, nắm đấm hóa thành hỏa diễm, khuỷu tay chỗ nhảy ra hỏa diễm, giống như là máy đẩy bình thường, trực tiếp để cho quyền tốc độ nhanh hơn vô số lần, hỏa quyền trực tiếp hướng hy lưu oanh tới. Đây là gợi ý Acer thông qua Lục Vũ vừa mới lợi dụng hỏa diễm làm động cơ đẩy từ đó đạt tới phi hành. Xa xa, Lục Vũ ở cách đó không xa quan sát chiến đấu. Hiện tại hắn kế thừa toàn bộ thực lực của Acer, khoảng cách này đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng. Không hổ là nhân vật Phong Vân ra biển chưa đầy nửa năm đã nổi danh, quả nhiên chiến đấu là thiên tài, biết suy một tra ba. Lục Vũ cảm thấy, phục sinh ngải tư làm chiến lực của mình quả nhiên là lựa chọn không tồi. Trong chiến tranh, Hy lưu tâm cả kinh, thấy một quyền uy lực đáng sợ này chuẩn xác không sai hướng về phía mình mà đến. Hơn nữa tốc độ này vô cùng nhanh. Sao có thể thế được? Bị thương nặng như vậy, vì sao còn có chiến lực như thế? Hy Lưu không dám chậm trễ nữa, trong tay có dông tố. Nên đón một quyền cực nhanh này của ngải tư. Âm âm. Ánh lửa ngút trời, trực tiếp bay lên không trung. Hy Lưu mặc dù nói đỡ được một quyền này, nhưng trực tiếp bị đánh lui mấy chục mét. Hắn cắn răng, trong lòng một vạn con lạc đà bay qua. Trên mặt rõ ràng trắng bệch như vậy, ngực còn có một lỗ thủng lớn. Con mẹ nó, thương thế trên người ngươi là giả sao? Lừa dối ta thì sao? Hy Lưu cảm thấy, đổi thành mình bị thương nghiêm trọng như vậy, một phần của mình cỏ cũng đã cao ba trượng. Mà ngãi tư người này, thực lực không chỉ không bị ảnh hưởng, tại lúc giao thủ, miệng vết thương cũng sẽ không bởi vì bị chấn động mà chảy máu. Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tên này là quái vật đúng không? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.